Vâng, kính thưa quý vị và các bạn, vừa về khách sạn sau buổi tập đầu tiên và cũng coi như là cuối cùng trên đất của Indonesia, sân tập đấu chính thức mà ngày mai chúng ta sẽ đá với đội tuyển Indonesia. Thì mới đây bên Phía Liên bóng đá của Đông Nam Á AFF đã ra một thông báo cực sốc, các cổ động viên của Indonesia lập tức tấn công Văn Hậu cũng như là Văn Toàn. Vâng, kính thưa quý vị, vào buổi trưa chiều ngày hôm nay thì cuộc họp báo trước trận đấu giữa đội tuyển Việt Nam và đội tuyển Indonesia thì cũng đã được diễn ra. Và ông Shin Tae-yong đã có những phát biểu khá là thú vị liên quan đến trận đấu này. Như được biết thì dưới thời của chính ông Shin Tae-yong thì đội tuyển Indonesia từng thua đội tuyển Việt Nam với tỷ số đó là 0-4, một trận thua toàn diện mà đã khiến cho người Indonesia khi đó dường như đã bị sụp đổ. Tuy nhiên thì ông Shin lại cho rằng là cái thành tích tệ hại ấy là do ảnh hưởng của dịch Covid-19. Ông ấy có nói như thế này: "Có một điều mà người hâm mộ bóng đá của Indonesia và các báo nên biết, trong các lần đụng độ trước đây với Việt Nam thì chúng tôi không có đủ thời gian để tập luyện. Đó là do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19. Còn bây giờ thì không còn đại dịch nữa rồi, cho nên tôi có thể lựa chọn những cầu thủ tốt hơn. Mọi người sẽ cảm thấy được đội tuyển của Indonesia chúng ta hiện nay sẽ khác lên rất nhiều." Cùng với đó thì ông này cho biết là đội tuyển Indonesia đã thua Việt Nam trong các trận đấu gần đây. Thế nhưng mọi chuyện thì cũng chỉ là quá khứ rồi. Ở giải đấu này thì ông cho rằng là đội tuyển Indonesia có sự chuẩn bị tốt hơn. Người hâm mộ hãy chờ và chứng kiến đội tuyển Indonesia sẽ đánh bại đội tuyển Việt Nam. Đó là những gì mà ông Shin Tae-yong có cho biết. Thực tế hiện nay thì chúng tôi cũng không nghĩ rằng là ông Shin lại có những phát biểu cái kiểu như thế này. Không biết rằng có phải đó là một chiêu bài khích tướng để cho ông ấy giúp cho những cầu thủ của Indonesia cảm thấy tự tin hơn hay không. Nhưng quả thực thì đến tận thời điểm hiện nay thì ông ấy mới nói về cái việc là Covid-19. Và tôi rất mong muốn rằng trong trận đấu ngày mai, đội tuyển Việt Nam chúng ta sẽ đá một trận đấu ra trò, tiếp tục chiến thắng trước đội tuyển Indonesia. Thì khi đó tôi rất mong muốn rằng là ông Shin sẽ có những phát biểu như thế nào, liệu rằng có một cái lý do nào khác để bào chữa cho một thất bại hay không. Đương nhiên thì hiện nay chúng ta cũng không nên quá tự mãn hay tự tin vào cái bản thân của mình quá mức, bởi trận đấu sắp tới đương nhiên sẽ là rất khó khăn, bởi Indonesia họ được thi đấu ở trên sân nhà, có một lực lượng cổ động viên rất là đông đảo, rất cuồng nhiệt và rất điên cuồng. Vì vậy mà chúng ta cũng thực sự là phải rất cẩn trọng trong trận đấu ngày mai. Chúng ta chắc chắn sẽ phải bảo toàn trước được cái mảnh lưới của mình, do đó thì mới hướng đến việc là sẽ ghi được những bàn thắng. Tôi tin rằng là với hàng thủ của đội tuyển Việt Nam mà dưới sự chỉ đạo của Đặng Văn Lâm ở dưới hàng thủ thì chúng ta cũng sẽ làm tốt thôi, mặc dù áp lực đến từ Indonesia chắc chắn sẽ là rất lớn. Mà trong buổi chiều ngày hôm nay thì đội tuyển Việt Nam của chúng ta cũng đã có một buổi tập đầu tiên trên sân chính thức mà chúng ta sẽ thi đấu vào ngày mai. Đội tuyển Việt Nam đã được 4 xe cảnh sát hộ tống đến sân Bung Karno để có buổi tập vừa qua. Cụ thể là 4 xe cảnh sát đã hộ tống đội tuyển Việt Nam tới sân Bung Karno để nhằm tránh việc là các cổ động viên quá khích của Indonesia tấn công như trong trận đấu vừa qua khi mà họ gặp đội tuyển Thái Lan. Cụ thể sáng nay ngày 5 tháng 1 thì lực lượng phụ trách bảo đảm an ninh cho trận đấu giữa đội tuyển Indonesia và đội tuyển Việt Nam đã có một cuộc họp ngay trong khuôn viên của sân vận động Bung Karno để đưa ra một phương án đảm bảo an ninh cho trận bán kết lượt đi của Kia Cup 2022. Tại cuộc họp thì đại diện cơ quan an ninh của Indonesia cho biết là sẽ huy động 3.690 chiến sĩ cảnh sát ngoài vòng và 500 nhân viên an ninh ở bên trong để đảm bảo an toàn cho trận đấu. Đặc biệt đó là sẽ chở đội tuyển Việt Nam đến sân Bung Karno trong những buổi tập cũng như là những trận đấu chính thức sẽ được hộ tống bởi 4 xe cảnh sát nhằm tránh đặt lại những sự cố vừa qua khi mà các cổ động viên quá khích của Indonesia đã tấn công như trận đấu gặp đội tuyển Thái Lan. Bên cạnh đó thì nhằm hạn chế do những cái rủi ro và những áp lực cho lực lượng an ninh làm nhiệm vụ trên sân Bung Karno thì ban tổ chức của trận bán kết lượt đi giữa tuyển Indonesia và Việt Nam như được biết đã bị đẩy lên khung giờ đó là 16 giờ ngày 6 tháng 1 thay vì 19 giờ 30 phút ngày 6 tháng 1 theo như đúng kế hoạch. Và chính cái điều này cũng khiến cho Vipaser cũng cảm thấy ngỡ ngàng vì đội tuyển Việt Nam chúng ta đã bị ảnh hưởng khá nhiều về cái thời gian tập luyện. Bởi một khung giờ sớm như vậy thì việc đội tuyển Việt Nam chúng ta gần như là chỉ có đúng một buổi tập duy nhất trong cái buổi chiều ngày hôm nay mà thôi. Và chính điều đó đã khiến cho Pouncer cảm thấy không hài lòng một chút nào cả. Và cũng trong buổi tập chiều ngày hôm nay thì đội tuyển chúng ta đã có buổi tập làm quen sân thi đấu chính thức. Các cầu thủ thì cũng tỏ ra cực kỳ thoải mái, hoàn thành rất tốt những bài tập của mình. Và bên cạnh đó thì chúng ta trong buổi chiều khi mà về đến khách sạn thì chúng ta cũng đã gặp Đại sứ quán Việt Nam tại Indonesia để chúng ta có một buổi gặp gỡ. Tất cả mọi người đang thực sự rất háo hức chờ đợi và quyết tâm cho trận đấu vào ngày mai gặp đội tuyển Indonesia. Và cũng trong chính cái thời điểm mà đội tuyển Việt Nam chúng ta vừa về đến khách sạn thì có một thông báo vô cùng đặc biệt bất ngờ
tới từ phía Liên đoàn bóng đá của Đông Nam Á, và họ đã đưa ra một thống kê về độ fair play. Thực sự là tôi thấy rằng là rất đúng cái thời điểm mà hiện nay một cuộc đối đầu giữa Việt Nam và Indonesia. Và chúng ta cũng đều thấy rồi, vừa qua thì Malaysia, Indonesia và Thái Lan họ nói rất nhiều về đội tuyển Việt Nam, nói rằng đội tuyển chúng ta đá xấu, đá bẩn, dùng võ, rồi đá ăn vạ, rồi là trọng tài nọ kia vân vân, rất nhiều thứ. Thế nhưng nhìn vào cái bảng thống kê tới từ phía Liên đoàn bóng đá của Đông Nam Á đưa ra thì thực sự là chúng tôi cũng cảm thấy khá sốc và cũng khá bất ngờ. Và ngay các cổ động viên của Indonesia họ lập tức đã có những chỉ trích, những cái tấn công về phía những cầu thủ của đội tuyển Việt Nam, đặc biệt trong đó là cầu thủ Văn Toàn cũng như là Đoàn Văn Hậu. Cụ thể thì thông báo từ phía của Liên đoàn bóng đá Đông Nam Á AFF họ đưa ra kỳ chỉ số fair play, thì hiện nay đội chơi fair play nhất đó là Philippines, đội đứng thứ hai bất ngờ đó là Indonesia, và Việt Nam chúng ta thì đứng ở vị trí thứ ba, trong khi đó thì Malaysia xếp gần best, còn Thái Lan thì đứng thứ bảy. Và ngay sau khi mà có cái bản thông báo này thì các cổ động viên của Indonesia đã lập tức tấn công, chế giễu, thậm chí rất nhiều những lời nói thô tục dành cho những cầu thủ của đội tuyển Việt Nam, đặc biệt đó chính là Đoàn Hậu cũng như là Văn Toàn, bởi chúng ta thấy rằng chính Văn Toàn là cầu thủ nhận hai chiếc thẻ vàng và khiến cho đội tuyển Việt Nam chúng ta có một chiếc thẻ đỏ, vì vậy mà chúng ta bị trừ tới tận 5 điểm. Thế nhưng nhìn vào cái thông số này thì tôi nghĩ rằng là các cổ động viên của Indonesia dường như là họ đã nhầm. Nhìn vào cái số lỗi thì đội tuyển Việt Nam là đội bóng có số lỗi ít nhất và số thẻ vàng của chúng ta cũng là ít nhất. Thế nhưng đặc biệt thì nó lại dành cho đúng một cầu thủ, đó chính là Văn Toàn. Riêng Văn Toàn nhận luôn hai chiếc thẻ vàng và đồng nghĩa với một chiếc thẻ đỏ. Vì vậy chúng ta bị trừ tới tận 5 điểm. Trong khi đó thì Indonesia họ có tới tận 56 pha phạm lỗi. Và nhìn vào cái thông số này thì đây là đội bóng phạm lỗi nhiều nhất. Thế nhưng trọng tài thì chỉ rút cho có đúng 4 thẻ vàng dành cho những cầu thủ của Indonesia mà thôi. Trong khi đó thì đội tuyển Thái Lan họ có 3 chiếc thẻ vàng, cùng với đó là một chiếc thẻ đỏ trực tiếp trong một trận đấu mà họ đối đầu với đội tuyển, tôi nhớ không nhầm, đó chính là đính chính đội tuyển Indonesia. Mà chính điều đó khiến cho đội tuyển Thái Lan về cái chỉ số fair play đứng ở vị trí thứ 7. Và họ cũng có 38 pha phạm lỗi, cũng thuộc top là những đội bóng có ít những pha phạm lỗi nhất. Trong khi đó thì Malaysia có tới tận 6 thẻ vàng và đồng một thêm một chiếc thẻ đỏ trực tiếp nữa. Họ bị trừ tới tận 10 điểm. Và đương nhiên là trận đấu trên sân của đội tuyển Việt Nam, sân Mỹ Đình, như đã nói, trọng tài đã bắt thực sự là quá công tâm và đưa ra những quyết định vô cùng chính xác rồi, không có gì để bàn cãi cả. Nhưng các cổ động viên của Indonesia họ lại dựa vào cái bảng thành tích này, không phải là thành tích mà cái bảng thống kê về số thẻ vàng cũng như thẻ đỏ này, thì họ cho rằng là chính Indonesia thậm chí còn chơi fair play hơn. Thì có lẽ rằng họ đã nhầm. Thực tế thì trận đấu mà Việt Nam chúng ta phải nhận một chiếc thẻ đỏ của Văn Toàn, đó là tình huống thực sự là vô cùng đáng tiếc. Một tình huống mà Văn Toàn bị nhận hai chiếc thẻ vàng thực sự là khá là tôi nghĩ rằng khá nặng, và điều đó khiến chúng ta nhận một chiếc thẻ đỏ thôi. Còn nếu không có tình huống đó thì đương nhiên rồi, đội tuyển Việt Nam của chúng ta chỉ có một chiếc thẻ vàng, và đương nhiên là chúng ta điểm số fair play chắc chắn là sẽ đứng ở vị trí thứ nhất rồi, chứ không thể là Philippines hay Indonesia được. Trong khi đó thì Indo với lối chơi như vậy mà họ nhận có 4 cái chiếc thẻ vàng thì tôi nghĩ rằng là hơi ít. Các cổ động viên của Indonesia có lẽ rằng họ cũng không nên dựa vào cái vị trí này, mà hãy nhìn vào chính cái số lỗi mà Indonesia họ tạo ra, và liệu rằng đội bóng nào chơi đẹp hơn hay như nào thì chắc chắn là các cổ động viên của khắp Đông Nam Á họ cũng đã thấy rồi. Đương nhiên là cái số lỗi là cái điều mà chúng ta nhìn rõ nhất. Indonesia gần như gấp đôi, họ hơn chúng ta khoảng hơn 20 lỗi, trong khi đó thì Việt Nam chúng ta chỉ có 37 lỗi thôi. Vì vậy mà với các cổ động viên của Indonesia, họ tấn công Văn Toàn, tấn công Văn Hậu, chỉ trích rồi thậm chí chửi rủa rất nhiều, mà nói rằng chính đội tuyển Việt Nam chúng ta mới là những người chơi cùi trỏ, chỉ cần pencast gì đát gì đó vân vân. Nhưng họ đã nhầm. Chúng ta hãy cùng chờ đợi xem trong trận đấu vào ngày mai, khi mà đối đầu trực tiếp với đội tuyển Indonesia, thì chúng ta biết rằng đội bóng nào sẽ là đội bóng chơi tốt hơn, bên cạnh đó là có một lối chơi đẹp mắt hơn. Và để nói về cầu thủ Việt Nam, đương nhiên thì chúng ta đang nhắc đến rất nhiều Đoàn Văn Hậu. Và mới đây thì chính Đoàn Văn Hậu đã nhận được những đánh giá thực sự vô cùng tuyệt vời tới từ trang chủ của Liên đoàn bóng đá Đông Nam Á AFF. Nhận xét về ngôi sao của đội tuyển Việt Nam thì mới đây AFF có viết như thế này: Văn Hậu chắc chắn trong khu phòng ngự và là mối đe dọa thường trực khi mà tấn công với những pha bứt tốc. Những quả tạt bóng của Đoàn Văn Hậu có độ xoáy cực cao, và đây cũng là chính là chìa khóa trong cách chơi tấn công của đội tuyển Việt Nam. Và tờ báo của Đông Nam Á cũng chia sẻ ra, nó vừa qua thì chính Văn Hậu cũng là người đã giúp cho đội tuyển Việt Nam có mang về một chiến thắng với tỷ số 6-0 trước đội tuyển Lào.
Trong khi đó trận đấu với Malaysia thì Văn Hậu là người trực tiếp mang về quả phạt đền cho đội tuyển Việt Nam và khiến cho cầu thủ của đội bạn đó là Aram Arami phải nhận một chiếc thẻ đỏ. Và lượt cuối cùng gặp Myanmar thì cầu thủ sinh năm 1999 có một màn trình diễn cũng vô cùng ấn tượng khi mà góp dấu giày trong 2/3 bàn thắng mà đội quần áo đỏ có được. Bên cạnh đó thì khả năng tấn công ấn tượng thì cựu sao của câu lạc bộ Hà Nội FC cũng rất chắc chắn trong khâu phòng ngự và đã giúp cho đội tuyển Việt Nam giữ sạch lưới tại vòng bảng, đó là minh chứng. Và trước đó thì chính tờ CNN của Indonesia cũng phải kêu gọi toàn đội cần phải đề phòng và thậm chí sẽ cần phải có những sự vào bóng rắn hơn dành cho hậu vệ trái của đội tuyển Việt Nam, đó là Văn Hậu. Và thực sự tôi cũng đang khá là lo cho Đoàn Văn Hậu, bởi thực tế từ trước đến nay, từ cái SEA Games 2019 rồi thì Văn Hậu vẫn là tầm ngắm của những cầu thủ của các cổ viên Indonesia, mà tôi thực sự là khá là lo bởi một chảo lửa của Bung Karno hiện nay đang thực sự là một gánh nặng lớn và áp lực kinh cực khủng khiếp dành cho những cầu thủ Việt Nam. Hy vọng chúng ta sẽ vượt qua được áp lực đó, bởi có nhiều người nói rằng nếu những cầu thủ mà yếu bóng vía mà thi đấu trận đấu này chắc chắn là sẽ không thể đá được. Nhưng với cá nhân của Đoàn Văn Hậu, tôi tin rằng với bản lĩnh đã được trồi rèn thì chúng ta, Đoàn Văn Hậu cũng như cầu thủ Việt Nam sẽ biết cách vượt qua những khó khăn và chúng ta sẽ chiến thắng trước người Indonesia. Để tôi cùng xem rằng ông Shin Tae-yong với những phát biểu rất hống hách vừa qua, ông ấy sẽ giải trình như thế nào, đúng không ạ? Còn quý vị và các bạn nhận xét như thế nào về những thông tin ngày hôm nay thì hãy để lại cho Tủ Bóng Đá một bình luận của mình ở phía dưới phần video ngày hôm nay của Tủ Đá nhé. Tới đây thì bản tin của Tủ Bóng Đá cũng xin được kết thúc. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những bản tin tiếp theo.